này thì sống làm sao nổi. Sao nó phá phách đến thế nhỉ? Phải làm thế nào? Chúng mày còn trốn ăn chơi. Tùng ơi, đợi tớ với. Sẽ có nhiều trò hay đây. Chết này. Sẽ có nhiều trò hay đây. Cậu xem khác gì trống trống đâu. Thôi đừng nữa anh. Phải nghĩ cách cứu sen tóc. Hay là để em gọi nữ chúa. Làm sao bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Cậu quyết định thế nào? Dừng lại đi, chóng mặt quá. Chúng ta phải cứu sen tóc thôi. Không thể chịu mãi như thế này được. Tức thật đấy. Phải xử lý thằng bé này thôi. Ai à? Ui. Thằng bé đó đây hả? Sen tóc đây, có nhận ra người đã làm gì ta không? May quá, gà trống đến cứu mình đây. Nó mà lại. Cô chết, sợi dây sắp đứt rồi. Thì đã sao? Cậu đã biết cảm giác chóng mặt khi bị quay tít chưa? Già phải để lão gà trống chén người rồi. Anh mà cũng biết sợ cả. Đấy, cậu thấy chưa? Sự nguy hiểm của những trò nghịch dại của các cậu đấy. Nếu cậu nhỏ bé như chúng tôi, cậu sẽ thấy. Đã thấy chưa? Tôi biết rồi, tôi muốn về nhà. Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của ngươi. Oh!
mẹ sầu có chạy đằng trời. Tránh ra mày đây. Cậu ấy vừa cứu tớ đấy. Nó muốn cứu chúng ta. Hóa ra thằng bé này đâu có ác. Nếu các ngươi thật lòng muốn cứu, ta có thể làm cậu bé trở lại hình dáng ban đầu. Nhưng tất cả phải đồng lòng, phép thuật mới hiệu nghiệm được. Xin nữa chúa cứu nó đi. Cậu ấy đã thay đổi rồi. Trong các người, ai chưa thật lòng tha thứ mà cậu bé vẫn tí hon thế này? Bác tha cho anh ấy đi. Bác sai lần đi. Đẹp tuyệt. Sáng hàng năm đã tới. Mời các bạn hãy mang theo đèn đến dự để được tôn vinh. Ôi, sắp bắt đầu rồi. Này, cậu đi dạ hội à?
tớ tò mò quá. Em cũng đến hội à? Vâng ạ. Vậy chúng ta cùng đường rồi. Đi thôi em. Ôi, hay quá. Bây giờ sẽ là phần bầu chọn. Yeah. Yeah. Này này, đèn của bướm trắng năm nay thắng rồi. Đèn của bướm trắng. Ôi, thích quá. Có thật thấy không nhỉ? Hai chiếc bằng nhau. Bằng nhau rồi. Căng quá. Bây giờ phải tính làm sao nhỉ? Làm thế nào bây giờ? Làm sao bây giờ nhỉ? Này, tôi có cách rồi. Giải nhất chỉ có một, nên chúng ta sẽ cho họ thêm một thử thách nữa. Mọi người đồng ý không? Yeah. Vậy hai chiếc đèn sẽ phải treo lên ngọn cây kia. Chiếc nào giữ được ánh sáng lâu nhất sẽ chiến thắng. Hôm nay trời oi quá. Mình phải treo đèn lên. Với bọ rửa, tớ đã tìm khắp nơi nhưng trời tối quá. Vậy chúng ta đi ngay thôi. Cao Cao, bọ rửa, các cậu ở đâu? Mọi người kia rồi. Thank you.
lại cuộc thi đây. Thắng chắc rồi, chắc chắn rồi. Chiều theo điều lệ thì bươm trắng sẽ là người chiến thắng. Mời bươm trắng bước lên phía trước. Khoan đã. Chào mừng tớ với. Đom đóm, chúng tớ xin lỗi cậu. Chúng tớ xin lỗi cậu. Vì chúng tớ mà cậu thua cuộc. Nhưng trong lòng bọn tớ, cậu mới là người chiến thắng. Ta đã theo dõi và thấy người xứng đáng chiến thắng hôm nay là Đom Đóm. Không, đó mới chính là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất. Ta phá lệ và ban cho con ngọn lửa vĩnh cửu, nó sẽ đồng hành cùng con mãi mãi.